Đức Hồng Y Duce Maria Trịnh Như Khuê, sinh ngày 11 tháng 12 năm 1898, tại Làng Tràng Duệ, xã Tràng An, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam, thuộc Tổng Giáo phần Hà Nội. Ngài là con trai trưởng trong gia đình có 10 anh chị em. Đức Hồng Y Duce Maria Trịnh Như Khuê là vị Hồng Y đầu tiên của Việt Nam. Ngày 1 tháng 4 năm 1933, Ngài được phong chức lên mục. Ngày 18 tháng 4 năm 1950, được tận phong lên hàng giảm mục. Năm 1960, Ngài trở thành Tổng giám mục tiên khởi của Tổng giáo phần Hà Nội. Ngày 28 tháng 4 năm 1976, Đức giáo Hoàng Phao Lô VI vân thăng Ngài lên tước vì Hồng Y. Ngày 27 tháng 11 năm 1978, Ngài đột ngột qua đời vì bệnh nhồi máu cơ tim. Phần mộ của Ngài được an táng tại nhà thờ Tổng giáo phần Hà Nội.